Biden ủng hộ một dự luật mới để hỗ trợ phe công đoàn. Dự luật này sẽ giúp ích cho người lao động Mỹ hay làm tổn hại họ. Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ tôi là Chris Chappell. Tập này được tài trợ bởi Surfshark bạn nên sử dụng một phần mềm vpn như surfshark để bảo vệ bản thân mỗi khi lên mạng có một dự luật mới trong quốc hội sẽ thay đổi hoàn toàn những loại công việc bạn được làm được phe công đoàn ủng hộ rộng rãi như một cách để bảo vệ người lao động nhưng với hàng triệu nhân viên không thuộc công đoàn và người lao động tự do nó có thể kết thúc sự nghiệp của họ nhanh hơn cả khi nói một thứ hơi xúc phạm trên twitter tháng trước Hạ viện đã thông qua Đạo luật bảo vệ quyền tổ chức hay Đạo luật Pro. Đạo luật này được Tổng thống Biden ủng hộ. Tôi đã nói từ lâu rằng Mỹ không được xây bởi phố Wall, mà bởi tầng lớp trung lưu và công đoàn lại là bên xây nên tầng lớp trung lưu này. Công đoàn đặt quyền lực vào tay công nhân. Họ san bằng sân chơi. Họ mang lại cho bạn tiếng nói mạnh mẽ hơn vì sức khỏe, an toàn, mức lương cao hơn để bảo vệ bạn khỏi phân biệt chủng tộc và quấy rối tình dục. Công đoán nâng đỡ người lao động, cả thuộc và không thuộc công đoán, nhưng đặc biệt là công nhân da đen và da nâu. Biden đã hứa sẽ trở thành tổng thống ủng hộ công đoàn nhất từ trước tới nay. Và đạo luật PRO là phần quan trọng. Đạo luật PRO sửa đổi đạo luật quan hệ lao động quốc gia. Đạo luật liên bang điều chỉnh mối quan hệ thương lượng tập thể giữa công ty và công đoàn. Nhưng luật nào cũng gặp phải phản bác, đơn cử là Viện Chính sách Kinh tế Thiên tả, Vốn ủng hộ đạo luật Pro. Cho rằng đạo luật quan hệ lao động quốc gia có những điểm yếu có thể dễ dàng bị lợi dụng bởi người sử dụng lao động chống công đoàn và các nhà tư vấn để phá hoại công đoàn mà họ thuê. Đạo luật Pro tìm cách khắc phục điều đó bằng cách mở đường cho chính phủ dễ dàng xử phạt các công ty nếu can thiệp vào công đoàn. Thật không may, luật này chỉ giới hạn ở Mỹ nên là Công đoàn yêu tinh ở Bắc cực vẫn phải đấu tranh với sự độc tài của ông già Noel. Ông ấy thừa biết lúc nào họ ngủ trong giờ làm việc. Đạo luật Pro cũng đảo ngược luật quyền được làm việc ở 28 tiểu bang. Luật quyền được làm việc cho phép người ta được làm việc cho bất kỳ công ty nào thuê họ. Luật này ngăn một yêu cầu của phe công đoàn rằng mọi người lao động phải tham gia công đoàn mới có việc làm. Điểm đó cho người lao động nhiều tự do hơn, nhưng cũng tạo ra cái gọi là vấn đề kẻ ăn bám. Công đoàn vẫn phải đại diện tất cả công nhân ngay cả khi một số công nhân không đóng phí. Việc đó làm tổn hại công đoàn và khiến họ kém hiệu quả trong đại diện cho người lao động. Luật quyền được làm việc cũng cho phép công ty thuê những công nhân mà công đoàn cho rằng không đủ tiêu chuẩn, như những người lao động không đáp ứng một số yêu cầu kỹ năng nhất định. Nhưng hãy nhớ, nếu người ta không có năng lực, không được đi làm, chúng ta sẽ không bao giờ nghe về Keanu Reeves, và đó sẽ là một tội ác. Những thiếu sót của Keanu trong khả năng diễn xuất đã được anh ấy bù đắp bằng những nét đặc trưng của Keanu. Nhưng đạo luật Pro sẽ loại bỏ luật quyền được làm việc. Nên mọi nhân viên tại các công ty trong công đoàn đều sẽ phải đóng phí công đoàn, ngay cả nếu họ không muốn. Tôi đã nói công đoàn rất thích đạo luật Pro chưa nhỉ? Đạo luật Pro cũng yêu cầu công ty phân loại lại hầu hết người làm việc tự do là nhân viên Giả thuyết là rất nhiều công ty lợi dụng người lao động bằng cách gọi họ là lao động tự do để không phải cho họ quyền lợi. Các công ty như Uber mà tất cả chúng ta đều ghét. Trừ phi bạn thích nhận băng nhạc từ các DJ nghiệp dư. Thế thì Uber lại thật tuyệt. Nhưng một số người cho rằng đạo luật Pro thực sự làm tổn hại người lao động. Tôi sẽ nói tiếp sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại có rất nhiều ý kiến phản đối đạo luật PRO, đặc biệt là cách nó định nghĩa người lao động tự do và nhà thầu độc lập. Khái niệm đó sẽ được xác định bởi cái gọi là bài kiểm tra ABC. Bài kiểm tra ABC được tạo ra vào những năm 1930 để thực hiện những việc như cải thiện điều kiện nhà xưởng cho công nhân. Ừ thì nó hơi cổ xưa. Nhà máy không còn trông như thế này nữa. Chúng trông như thế này. Không, thế vẫn trong 2019 qua đi. Rất nhiều nhà máy ngày nay trông như thế này. Và đồng ý là vẫn còn những nhà máy vật lý. Nhưng chỉ cho đến khi chúng đều trở nên như thế này, Andrew Yang đã cảnh báo chúng ta. Và đó là một phần của vấn đề. Loại hình công việc người ta làm đã thay đổi rất nhiều kể từ những năm 1930. Bài kiểm tra ABC là một cách để xác định xem một người lao động là một nhân viên hay một nhà thầu độc lập. Ý tưởng là ngăn người sử dụng lao động phân loại sai nhân viên là nhà thầu độc lập chỉ để tiết kiệm chi phí lao động những thứ như thuế lương, bảo hiểm y tế, nghỉ phép có lương và văn phòng phẩm bị trộm khiến tôi nhớ ra rằng tôi đã hết ghim bấm bài kiểm tra ABC bắt đầu bằng cách giả định tất cả lao động đều là nhân viên và không phải nhà thầu độc lập trừ khi a à, người lao động không chịu sự kiểm soát của doanh nghiệp b người lao động không làm công việc thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của người sử dụng lao động và c người lao động có làm công việc tương tự cho những khách hàng khác phải đáp ứng cả ba để được liệt là một nhà thầu độc lập nên ví dụ nếu một tờ báo thuê một thợ sửa ống nước anh ta sẽ là một nhà thầu độc lập nhưng nếu tờ báo thuê một biên tập viên tự do anh ta sẽ phải là nhân viên bởi vì viết lách là một phần công việc kinh doanh chính của một tờ báo. California đã đưa bài kiểm tra ABC vào luật năm ngoái bằng cách coi công nhân thời vụ là nhân viên. Biden khen ngợi California vì động thái đó trong chiến dịch tranh cử 2020. Ông cũng khen nho khô của California, nói rằng, nếu không bỏ phiếu cho tôi thì bạn không có màu tím. Tham chiếu đó quá lỗi thời tới mức Joe Biden nói ra lại cực kỳ hợp lý. Trong chiến dịch, Biden đã hứa sẽ làm việc với Quốc hội để thiết lập một tiêu chuẩn liên bang mô phỏng theo bài kiểm tra ABC. Với đạo luật Pro, Biden rõ là đang nỗ lực hiện thực hóa lời hứa đó, không như lời hứa về tờ xét cứu trợ 2.000 đô kia. Đây là lý do tôi phải trộm văn phòng phẩm. Nhưng rất nhiều người lao động tự do đang lo lắng. Họ sợ rằng dự luật ủng hộ công đoán có thể giết chết sự nghiệp của họ tuy nhiên phe ủng hộ lập luận rằng đạo luật pro sẽ không phá hủy nền kinh tế việc làm tự do điều này không có nghĩa là các nhà thầu độc lập và người lao động tự do sẽ không còn tồn tại đạo luật pro sẽ chỉ ngăn người sử dụng lao động phân loại sai người lao động một cách bất công khiến họ không có tiếng nói tập thể chủ tịch ủy ban lao động và giáo dục hạ viện bobby scott nói rằng bất kỳ ai tuyên bố rằng dự luật sẽ là dấu chấm hết của việc làm tự do hoặc hạn chế tính linh hoạt của người lao động hoặc là nhầm lẫn hoặc cố tình xuyên tạc sự thật. Đúng vậy. Điều gì khiến người lao động tự do nghĩ rằng bài kiểm tra ABC sẽ giết chết sự nghiệp của họ hoặc hạn chế quyền của họ chứ? Tôi nghe đây, Shelley. Bởi vì bài kiểm tra ABC ở California đã làm đúng như thế. Tôi sẽ giải thích ngay sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Năm ngoái, California đã ban hành luật có tên AB5. Luật này tái phân loại công nhân thành nhân viên dựa trên bài kiểm tra ABC. Và rất nhiều người ở California đã mất việc làm tự do ngay sau đó. Từ biên dịch đến nhạc sĩ, đến diễn viên, đến anh chàng thoa dầu bóng lên người The Rock trước khi chụp ảnh để anh ta đăng lên Instagram. Vox Media thiên tả ca ngợi AB5 của California khi luật này được thông qua. Gọi đó là một chiến thắng cho người lao động khắp mọi nơi. Và sau đó, Vox đổi việc hàng trăm biên tập viên vì không thực sự muốn thuê những cây bút tự do đó, làm nhân viên toàn thời gian. Vậy giá đó là một thắng lợi cho công nhân khắp mọi nơi, chứ người đang làm việc cho Vox. Hệ quả từ AB5 trở nên tệ đến mức các nhà lập pháp California quyết định phải giải quyết vấn đề. Không phải bằng cách bãi bỏ AB5, không, mà bằng cách thông qua nhiều luật hơn nữa. Logic của họ là, về cơ bản, làm thế nào để thoát khỏi đây? Chúng ta sẽ đào ra. Không, không, đào lên chứ, đồ ngốc. Đầu tiên, họ thông qua AB2257. Nó khiến một số nhà thầu độc lập được miễn trừ khỏi luật. Cho phép nhà văn và nhiều người khác trở lại làm việc tự do. Sau đó, cử tri thông qua dự luật 22. Cho phép Uber và Lyft tiếp tục đối xử với tài xế như nhà thầu độc lập vốn thật bất lợi với những tài xế toàn thời gian muốn được đối xử như nhân viên với nghỉ phép có lương và những thứ khác nhưng lại rất tốt cho tài xế bán thời gian tiếp tục lái xe kiếm thêm thu nhập đến khi sự nghiệp DJ của họ cất cánh ngày ấy đã rất gần ngay cả với các thay đổi đó rất nhiều người lao động tự do không thể hưởng lợi từ các điều khoản miễn trừ nên nhiều người vẫn thấy AB5 thối nát từ gốc rễ cho rằng nó nên bị xóa sổ hoàn toàn vấn đề với bài kiểm tra abc là phần b đây nhà văn tự do nhạc sĩ diễn viên và những người khác không đáp ứng phần b vì họ thực hiện một dịch vụ trong chức năng chính của doanh nghiệp thuê họ chứ không phải chức năng ngoài cứ lấy một biên tập viên tự do tại một tờ báo làm ví dụ thế nên phần b của bài kiểm tra là bất khả thi khiến nhà tuyển dụng quá sợ vi phạm phần b đến mức họ đơn giản ngừng thuê lao động tự do nói chung, để mặc người lao động tự do gào thét chửi thề. Đó là những gì Vox Media đã làm. Chỉ là sau khi sa thải hàng trăm nhân viên tự do ở California, Vox lại đi thuê lao động tự do mới ở các bang khác, nơi luật AB5 không được áp dụng. Đó đúng là một chiến thắng cho người lao động khắp mọi nơi, ngoài California. Hearst là một trong những nhà xuất bản tạp chí lớn nhất thế giới. Hearst đã bảo các biên tập viên ở các tiểu bang có bài kiểm tra ABC rằng họ không thể tiếp tục đóng góp cho Hearst được nữa. Nghe thật cay đắng với rất nhiều biên tập viên tự do, biết rằng công việc của họ bị từ chối vì luật pháp, thay vì các lý do thông thường, bài viết của họ dở tệ. Nhưng nếu đạo luật Pro được thông qua, nó sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Vậy những công ty truyền thông này sẽ làm gì? Nếu họ không thể thuê biên tập tự do người Mỹ, họ sẽ phải tìm biên tập viên ở Ấn Độ, hoặc thậm chí tệ hơn là Canada. Tất nhiên, với các biên tập viên đã làm việc trong khung thời gian từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đạo luật Pro sẽ hữu ích. Nó sẽ buộc các công ty phải xem họ như nhân viên và cấp cho họ quyền lợi. Nhưng có những vị phụ huynh tại gia, chỉ muốn làm việc bán thời gian khi bọn trẻ đang ở trường thì sao? Còn những người lao động toàn thời gian, làm thêm công việc tự do để bổ sung thu nhập thì sao? Còn anh chàng thoa dầu bóng cho The Rock thì sao? Và như The Rock, đạo luật PRO có thể ảnh hưởng đặc biệt mạnh đến phụ nữ. Nghiên cứu của IAS cho thấy rằng phụ nữ chiếm khoảng 55% tổng mức tăng về số lượng nhà thầu độc lập từ năm 2001 đến năm 2016. Thế nên, đạo luật PRO đã được gọi là một cuộc tấn công vào các nhà thầu độc lập nữ bởi quỹ pháp lý Thái Bình Dương theo chủ nghĩa tự do là mối đe dọa đối với tự do bởi viện Cato theo chủ nghĩa tự do và hài hước vì nó không ảnh hưởng đến tôi. Bởi tên vô lại ông già Noel. Và nhiều người bảo thủ cũng không thích đạo luật Pro. Cuối cùng, đây là về tự do. Tự do tham gia vào nền kinh tế với tư cách là các nhà thầu độc lập. Đó là về trao quyền, về nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh mà nước ta được xây nên. Bài kiểm tra ABC theo đạo luật Pro sẽ áp đặt một bắt buộc cứng nhắc tức đi quyền lựa chọn của dân Mỹ. Đó là một thỏa thuận tối cho người lao động, cho các gia đình, cho tương lai của sự đổi mới và cơ hội ở đất nước này. Nhưng sẽ là một điều tuyệt vời cho các robot sẽ thay thế đám nhà thầu độc lập kia. Và một thỏa thuận tuyệt vời cho những người đi Uber, vì robot DJ chơi nhạc hay hơn nhiều. Một vấn đề lớn với đạo luật Pro là sự thay đổi của lực lượng lao động Mỹ trong vài thập kỷ qua. Theo Upwork, 59 triệu người Mỹ, tức 36% tổng số lực lượng lao động nước ta, làm việc tự do. Cục lao động nói rằng 79% các nhà thầu độc lập thích duy trì trạng thái độc lập hơn là làm nhân viên. Và chỉ khoảng 10% người làm công ăn lương là thuộc công đoàn vào năm 2020 vậy đạo luật pro sẽ có ích với những người hiện đang làm loại việc này với tư cách lao động tự do nhưng lại muốn công ty thuê họ làm nhân viên toàn thời gian nhưng sẽ là một thách thức lớn với những người mỹ làm loại công việc này và muốn tự do làm theo cách riêng của họ ai mà ngờ người mỹ lại coi trọng độc lập cơ chứ mà lại còn là tất cả nữa cuối cùng đó có thể là một vấn đề ý thức hệ nếu bạn tin rằng mọi người nên có quyền tự do lựa chọn làm việc cho ai và làm việc lúc nào và tự do bỏ các công việc mà họ không được đối xử tốt thì giải pháp phải là ít quy định hơn chứ không phải là nhiều thêm nhưng nếu bạn tin rằng các công ty nói chung sẽ ngược đãi người lao động trừ khi bị ngăn chặn thì giải pháp là cho công đoán nhiều quyền lực hơn để thương lượng thay cho người lao động và yêu cầu nhiều người lao động hơn tham gia công đoán Tôi đã nói rằng công đoàn thích đạo luật Pro chưa nhỉ? Trên thực tế, họ đang cảnh báo đảng Dân Chủ phải thông qua đạo luật Pro, nếu không sẽ mất ủng hộ từ công đoàn trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Đó là tin tốt. Đây không phải một cuộc chiến ý thức hệ giữa tự do và quy định của chính phủ, mà chỉ là chính trị thông thường thôi. Và tập này được tài trợ bởi Surfshark. Surfshark là một VPN giúp bạn bảo vệ danh tính khi trực tuyến. Nó giúp bạn ẩn địa chỉ IP và có thể ngăn chính phủ theo dõi hoạt động Internet của bạn. Với chế độ ngụy trang của Surfshark, ngay cả nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng không thể biết bạn đang sử dụng VPN. Từ đó giúp bạn giữ được sự riêng tư. Ngoài ra, chế độ Clean Web của Surfshark cho phép bạn lướt Internet mà không có quảng cáo, phần mềm theo dõi và mã độc. Hãy giữ an toàn bằng cách sử dụng Surfshark. Dùng thử với ưu đãi đặc biệt của chúng tôi, bao gồm giảm giá 83% cho gói 2 năm cộng thêm 3 tháng miễn phí. Truy cập Surfshark.com cách chéo Uncover. Chỉ với 2,21 đô la một tháng, bạn đã có thể dùng Surfshark trên mọi thiết bị. Bấm vào liên kết bên dưới. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.